Những tác dụng phụ này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng. Chính vì thế, các bậc phụ huynh nên chọn liệu pháp tự nhiên để hỗ trợ điều trị hen suyễn cho trẻ. Xin chào các ba mẹ và các bạn, tôi là tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hương, chuyên gia về hen dị ứng và dinh dưỡng nhi khoa với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhi khoa và đặc biệt là 10 năm chuyên sâu về các bệnh lý hen và dị ứng. Hen phế quản là bệnh lý đang có xu hướng tăng lên trong những năm gần đây. Trẻ mắc hen phế quản thì sẽ có hai loại thuốc được kê cho trẻ. Một là thuốc dùng hàng ngày giúp ngăn ngừa và đảo ngược sưng nề đường thở. Loại thuốc này phải dùng hàng ngày để kiểm soát bệnh lâu dài. Thứ hai là thuốc cắt cơn nhanh giúp làm giảm triệu chứng cơn hen nhanh chóng. Các bạn hãy luôn mang theo thuốc cắt cơn vì cơn hen có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và nếu như vận động là yếu tố kích thích hen thì bác sĩ có thể kê thuốc giãn phế quản trước khi vận động. Thuốc cắt cơn chỉ giảm triệu chứng, không kiểm soát được tình trạng viêm nhiễm. Tuy nhiên, việc lạm dụng thuốc xịt cắt cơn có thể dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng. Đầu tiên là sử dụng quá nhiều thuốc có thể làm giảm hiệu quả của thuốc theo thời gian, khiến cho trẻ phải sử dụng liều cao hơn để đạt được cùng một mức độ hiệu quả. Điều này không chỉ làm tăng nguy cơ tác dụng phụ mà có thể gây ra tình trạng phụ thuộc vào thuốc. Việc sử dụng thuốc xịt cắt cơn một cách không kiểm soát có thể gây ra các tác dụng phụ như là nhịp tim nhanh, run và cảm giác lo lắng. Những tác dụng phụ này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng. Chính vì thế, các bậc phụ huynh nên chọn liệu pháp tự nhiên để hỗ trợ điều trị hen suyễn cho trẻ. Bác sĩ Hương có thể chia sẻ cho các ba mẹ một số giải pháp tự nhiên dễ áp dụng. Đầu tiên là tập thở. Hãy hướng dẫn trẻ các bài tập thở chậm và nhẹ nhàng, thở bằng mũi thay vì thở bằng miệng. Vì thở ra bằng miệng có thể làm khô và khiến cho đường thở trở nên nhạy cảm hơn, đặc biệt là với trẻ hen suyễn. Thứ hai là massage. Massage có thể giúp cho trẻ mắc hen suyễn hít thở dễ dàng hơn. Bạn có thể xoa lưng cho trẻ nhẹ nhàng trong khoảng 20 phút trước khi trẻ ngủ để cải thiện chức năng phổi. Và liệu pháp này sẽ hiệu quả tốt nhất ở những trẻ từ 4 đến 8 tuổi. Thứ ba là chú ý đến ăn uống. Để cho hệ hô hấp và cơ thể của trẻ được khỏe mạnh thì dinh dưỡng là yếu tố không thể thiếu. Hãy đảm bảo cho trẻ uống đủ nước và ăn đủ 4 nhóm thực phẩm, đó là chất đạm, chất bột đường, chất béo, vitamin và khoáng chất. Tăng cường các loại thực phẩm giàu kẽm như là thịt bò, tôm, cua, gan động vật và các loại ngũ cốc. Hãy bổ sung rau củ và hoa quả chứa nhiều vitamin C và vitamin E để tăng cường hệ miễn dịch, tránh táo bón và giúp nhuận tràng. Các loại đậu, ngũ cốc nguyên cám và sữa chua thì cũng giúp tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Các loại trái cây họ cam quýt như là bưởi, cam và chuối là những nguồn rất giàu vitamin C. Các thực phẩm giàu omega 3 có tác dụng chống viêm và bảo vệ các tế bào trong cơ thể. Và đối với trẻ em, việc bổ sung omega 3 trong chế độ ăn hàng ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm, đặc biệt là các bệnh liên quan đến bệnh lý đường hô hấp như là hen suyễn và viêm phổi. Ngoài ra thì omega 3 còn có tác dụng cải thiện chức năng não bộ, giúp cho trẻ phát triển trí tuệ và tăng cường khả năng tập trung. Bên cạnh đó, ba mẹ nhớ đừng quên bổ sung vitamin D. Vitamin D3 có tác dụng tăng cường miễn dịch, giúp cho trẻ giảm nguy cơ nhiễm các bệnh lý về virus và vi khuẩn. Thứ tư là bài thuốc thảo dược dân gian. Khi thời tiết thay đổi hoặc là trẻ chớm có các cái biểu hiện như là hắt hơi, sổ mũi thì bố mẹ có thể làm một số các bài thuốc dân gian làm dịu cổ họng, tăng cường đề kháng cho trẻ như là lê hấp đường phèn, quất trưng đường phèn, chanh mật ong, cam hấp đường phèn. Nhưng hãy lưu ý, các bài thuốc chứa mật ong chỉ nên dùng cho trẻ trên 1 tuổi, còn với các bài thuốc khác thì chỉ nên dùng cho trẻ trên 6 tháng. Các biện pháp tự nhiên thì chỉ có thể hỗ trợ trong quá trình điều trị. Điều quan trọng nhất là bố mẹ hãy luôn luôn tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ và hãy cho trẻ tái khám đều đặn định kỳ. Nếu như bạn thấy video này hữu ích thì hãy like, share và đăng ký vào kênh để nhận thông báo về video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.